Chào mọi người nhé, hôm nay shop mình giới thiệu đến một mẫu kéo cắt tóc giá rẻ. Đây, mẫu kéo này tầm khoảng độ 5.5 inch, 5.7 inch. Kéo chuyên dụng dành cho người tay phải nhé. Phù hợp với các bạn học nghề là cắt tóc ở nhà, mới vào nghề cắt tóc ở nhà này, cắt tóc có thể cắt lông thú lông ấy, các bạn xem nhé, kéo cắt rất là thao tác là dễ. Đây, phù hợp với cắt bạn nào mới học nghề này, mới cắt này, hoặc là phù hợp với cắt tóc tại nhà cho trẻ con, trẻ em nhé. Đấy, mình để link mua hàng ở dưới mô tả sản phẩm, các bạn vào mua nhé.